Ở đây thì một cây 100 hiện tại đang di chuyển đi nè, mà còn ở đây cũng có một cây nữa à. Lẻ ấy cha, cái màu độ cái sao bự dữ dằn luôn anh em. Rồi bữa nay anh em mình cùng xem giải trí tính kinh dưỡng miền Tây của mình ha. Cây 100 này thì đậu xa bơi quá trời màu anh em ạ. 100 đời 2021 anh em ơi, cái sơn cái màu xa bơi quá trời màu. Xe kéo tiếp theo thì cây 100 anh em ạ. Ở đây thì hai cây nhưng mà không biết chạy chung hay riêng anh em. Đây 100 Kubota đời 2021 rồi, chạy vô đầu trong rồi anh em ơi. Cây này thì chuẩn bị qua đường mương nè anh em, còn cây này thì đang qua cái đường mương cũng gắt lắm à. Cắm xuống. Rồi mà cứ giữ không anh em ơi, bữa nay lẹ lẹ đi trời, máy tao chờ mà. Gì à? Nãy giờ mới có người, còn thiếu người cột nữa em ơi. Rồi lụm luôn. Ở đây tới 3 cây 100 lận anh em ơi. Ôi dồi, máy này là máy tốc độ anh em ơi. Tại vì lên bánh chín vô ly, tắt lẻ 5 vô ly tum tắt chín máy này chạy cũng như máy của Thanh Hên vậy. Bữa nay ở đây cũng mở đồng mới anh em ạ. À. Đồng này đồng lò gạch chi tô mang giang. Hiện tại còn một cây đang khởi động chưa xuống anh em ơi. Hiện tại lúc này thì hai cây, còn lại một cây chưa xuống. Lúa này không biết lúa gì anh em ơi. Lát mình gặp chủ ruộng mình hỏi coi lúa bán được nhiều ký. Màu quá trời cái màu luôn. Tài này cũng chịu dọn máy quá anh em ơi. Lúa này thì lúa OM18 anh em ơi. Phải hỏi chủ ruộng. OM18. Lớn lớn lớn. Trời ơi. Đời 2021. Cây 100 này kiếm đường chẻ giữa, rồi vô chẻ giữa luôn rồi anh em ơi. Chạy thứ gì cho nổi. Đoạn đường chỗ đây hả? Để đi qua bọng sao bể bọng. Lúa cái này bán được nhiêu ký anh? 8.000. 8.000, lúa này lúa giống gì? Đài thơm. 8.000 lúa đầy thơm anh em, hiện tại ở đây 3 cây 100. Lúc này thì 3 cây 100 đang đi ra hết anh em ơi. 8.000 một ký lúa đầy thơm anh em ơi. Ở đây thường hay làm lúa đầy thơm lắm anh em. Lúa này thì lúa đầy thơm nè anh em, hổm rày thì cũng hút gài. Lúa này thì công cũng hệ có 20 bao ạ. Rồi, hiện tại cây 100 đang ủi cơm đi qua, động đường đi qua anh em ạ. À.
ruộng đường để đi qua, khỏi cần phải bắt cái dĩ cầu chi cho nó cực. Rồi lúc này thì ba chiếc ra đồng hết luôn anh em ơi, ba cây toàn là đời 2021 không à anh em. Lúc này thì đội hình xe kéo đang búa ra. Rồi lúc này thì cây 100 đang đi qua nè mày. Không biết là chạy chung hay chạy riêng nghe nè. Ôi. Đây cây cũng đang phượt xuống rồi. Rồi như vậy thì cây này chạy vô đầu trong anh em ơi. Chớp hết hồn luôn. Đậu xa bư quá độc. Lúc này thì hai cây đang siết anh em ạ. Máy này vượt tốc độ cũng khá là nhanh anh em. Này mang bánh chích chạy tốc độ ghê lắm. Cây bên này nãy giờ cũng vượt cũng gần hết rồi nè. Rồi. Sao vậy? Sao vậy? Trời ơi, chết cha. Ôi lắm luôn. Rồi, nữa rồi. Ngàn nữa rồi. Xe kéo này đầy anh em ơi, ba lớp rồi. Xe này động cơ 4T. Xe này. Rồi bán vô luôn. Dĩ dẫn xe không? Ở đây leo đê này thấp không à, không có leo đê cao anh em. Cái 100 của sư phụ đi vô đầu trong, cắt đầu trong anh em ơi. Gần đây mình quay ở đây. Xa quá xa mình không có quay tới. Còn xe kéo cũng đang gom lúa nè.
giác. Cái này mình kéo ăn công hay ăn sao? Công. Công nhiêu? 45.000 công hả? À. 45.000 công, dục lên dục xuống gì là 45.000 công. Hả? 45.000 thơm không? Thơm. Quá êm. Cơm chủ người ta bao luôn hả? Dạ. Chủ người ta bao luôn hả? Dạ. Cơm ha. Rồi, 45.000 công nha anh em. Hiện tại đang đi vô rồi. Dục lúa này như vậy thì 45.000 một công ăn cơm của chủ máy luôn anh em à. Mình nhà đi gom cái đó. Mình chở vô đầu. Chà, nguy hiểm quá. Ấy chà. Rồi, bán vô luôn. Xe này cỡ hơn 100 bao á. Hết phòng xe. Đi gom lúa thì ăn cơm của chủ máy luôn thì 45.000 một công anh em. Còn máy cắt này cắt nhiều mình cũng chưa có hỏi ha. Nếu 45.000 công thì em một ngày thì gom cỡ 50 công thì ngon lành này. 100 này thì chạy một ngày 50-60, 60-70 không chừng anh. 50-60, 60 không chừng. Lúa đại thơm này thì bán được 8.000 anh em ơi. Độ xe bơi quá chạy lẹ luôn. Còn xe kéo thì qua gom lúa luôn nè. Bộ xe kéo sẽ đi có người vậy nhỉ? Xe bự không mà đi có người à. Còn cái đi lên này nữa là hết luôn anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.